chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để vào lốp xe máy mà không cần phải dùng móc, vào lốp bằng chân không dùng móc. Để khi vào lốp được dễ dàng thì các bạn nên dùng cái lót vành nó mỏng và nhỏ thôi, chỉ đủ lấp kín được những cái chân đan hoa là được, chân này. Không nên dùng cái lót nó to quá, nó sẽ bị đè vào mép lốp thì sẽ rất khó vào. Trước khi vào thì các bạn nên bôi cho một chút nước vào mép lốp với lại vào mép vành này, để khi mình giảm xuống thì nó trơn. Giảm xuống nó trơn, nó giảm cái độ ma sát đi. Với điều nữa là các bạn nên úp cái vành này xuống, úp xuống như này này, thì mình khi giẫm nó không bập bồng. Và khi các bạn giẫm chân này xuống thì các bạn nhấc chân bên kia lên, giẫm bên này nhấc bên kia lên, tránh là bị giảm mạnh quá mà cả hai chân đều giẫm xuống là nó sẽ bị vành vành. Khi lồng xăm vào thì các bạn chỉ vặn một chút cái phần gen này vào thôi, để cho nó giữ cho cái van nó khỏi thụt vào thôi, để nó khỏi thụt vào này.
thì các bạn đừng lắp ti van vội. Khi nào vào xong lốp rồi các bạn mới lắp ti van vào. Thì phải để cho cái này nó, cái van này nó tụt vào này được này. Thế thì cái mép lốp này nó mới vào được. Khi bơm lốp lên thì các bạn chú ý, bơm lên là phải cái đường chỉ của lốp này là nó phải đều, xung quanh nó phải đều, đều với mép vành, cách đều mép vành ra thì lốp nó không bị méo. Nếu như nó không đều thì các bạn lại phải nắn lại lốp, bơm lại. Nếu mà méo là đi là nó, xe nó bị lắc, nó không được xe đi nó không được êm, nó sẽ lắc, phải đều. Đấy, như thế này là chuẩn này.